Ủa anh hai mới qua chơi hả? Trời ơi sao không báo em trước để em mua vài chai anh em lấy rái. Thôi khỏi đi, anh ghé tí anh về mà. Ngồi xuống ăn cơm đi. Ủa mấy người mà có món hả em? Một món nhưng mà đặc biệt lắm. Ghê nha. Đâu? Cái này là sao vậy? Cái này... Đây là ai? Tôi thì ở nhà chăm con, chăm sóc cái gia đình này. Còn anh ra ngoài đường gái. Bây giờ anh có tiền quá rồi đúng không? Mệt quá. Tôi là vậy đó. Bây giờ tôi có nhiều tiền mà. Tôi chơi bợn chút có sao đâu. Tôi cũng lo cho mẹ con cô ăn sung mặc sướng còn gì nữa. Mày còn nhớ đó, hồi xưa mày hứa với anh cái gì không? Em, bữa nay anh làm được ít rồi. Hay là hai đứa mình ăn hợp nha.